chào các khán giả của 30Side TV, chúng ta lại gặp lại nhau trong số Lột Xác thứ 14. Chúng mình rất vui khi nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực đến từ các bạn khán giả, và đặc biệt là con số những người đăng ký trở thành nhân vật Lột Xác đã tăng lên rất là nhanh. Vì vậy các bạn cũng đừng quá nóng lòng nhé, biết đâu một ngày nào đó thì may mắn sẽ gọi tên bạn. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì lý do mà nhân vật trải nghiệm đến với Lột Xác lại là một lý do rất là đáng yêu và đặc biệt, vì bạn ấy không chỉ lột xác cho bản thân mình mà còn vì một người khác nữa. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ nhân vật trải nghiệm của ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Thành, hiện mình đang là sinh viên tại Hà Nội. Bình thường mình khá là xề xòa trong đầu tóc cũng như cách ăn mặc, nhưng sắp tới là sinh nhật người yêu mình muốn dành cho bạn ấy một bất ngờ. Vì vậy mình đến với Lột Xác ngày hôm nay, hy vọng 30Side sẽ giúp mình thay đổi diện mạo về đầu tóc và định hình cho mình một phong cách mới để có thể xuất hiện trước người yêu mình một cách chỉn chu và hoàn hảo hơn. Các bạn thân mến, như vậy là tôi đã được gặp nhân vật trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào bạn Thành. Không biết rằng cảm xúc của bạn như thế nào khi mà trở thành nhân vật của Lột Xác? Mình cảm thấy rất hồi hộp tại vì mình không biết kiểu tóc mình sẽ thay đổi như thế nào. Trước khi đến chương trình thì bạn Thành có chia sẻ là sắp đến sinh nhật của người yêu và bạn ấy muốn thay đổi diện mạo để làm cho cô ấy bất ngờ, đúng không? Thế không biết là sinh nhật của người yêu bạn là vào ngày nào? Khoảng mấy hôm nữa thôi ạ. Thế thì không biết là bạn Thành đã chuẩn bị được món quà nào dành cho bạn gái của mình chưa? Mình chuẩn bị hoa hồng tại vì người yêu mình rất thích hoa hồng ạ. Và mình tin rằng là sự lột xác về diện mạo cũng như là phong cách của bạn cũng sẽ là thêm một món quà đặc biệt nữa đối với bạn gái bạn rồi. Vậy thì không biết rằng bạn đã nghĩ ra là mình sẽ thay đổi theo phong cách nào hay chưa? Phong cách mình hướng tới là trẻ trung và năng động hơn. Đó có lẽ cũng là phong cách mà người yêu của bạn thích đúng không? Vậy thì không để bạn Thành và tất cả các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng gặp stylist để đến với chặng đường đầu tiên, đó là thay đổi kiểu tóc. Trán của bạn ấy thì hơi cao, vì vậy mà anh Tiến stylist sẽ tạo cho bạn ấy kiểu tóc middle part trở nên gọn gàng hơn, và bên cạnh đấy thì sẽ uốn và nhuộm một chút màu để cho khuôn mặt của bạn ấy trở nên sáng hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem là bạn ấy có sự thay đổi như thế nào nhé. Bên cạnh đấy thì còn một bước nữa mà chúng ta không thể quên được, đó là cho nhân vật trải nghiệm sử dụng chiếc kính này của 30Side. Bây giờ thì mình sẽ giúp bạn Thành đeo chiếc kính này vào để mọi sự thay đổi của bạn ấy thì bạn ấy sẽ không biết trước được, và bởi vậy mình tin rằng bạn sẽ bất ngờ khi mà nhìn thấy kết quả cuối cùng. Stylist của 30Side đã tạo cho bạn Thành một kiểu tóc mới và đây là kết quả. Vậy thì bây giờ thì tôi sẽ giúp cho bạn ấy bỏ chiếc kính này ra để xem là bạn ấy đã thay đổi như thế nào nhé. Bạn thấy, bạn nghĩ sao về kiểu tóc mới của mình? Rất là bất ngờ, không thể tin là mình thay đổi nhiều như vậy. Không thể tin là mình thay đổi như vậy. Thế không biết là cái sự thay đổi này thì bạn cảm thấy nó có phù hợp với mình hay không, và có thích kiểu tóc mới này hay không? Mình cảm thấy là rất phù hợp và rất thích. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến chặng đường thứ hai, đó là thay đổi phong cách thời trang tại Infinity Wings để cho phù hợp hơn với mái tóc mới của bạn nhé.
sau hành trình lột xác thì tôi có thể thấy một bạn Thành rất là khác, trẻ trung hơn, năng động hơn và cũng rất là khỏe khoắn hơn. Không biết là Thành cảm thấy như thế nào sau khi mà hoàn thành xong hành trình lột xác? Mình cảm thấy rất là tự tin hơn ạ. Cảm ơn chương trình đã cho mình phong cách này, nó rất là phù hợp với mình. Bạn nghĩ rằng là bạn có duy trì phong cách này trong tương lai không? Mình nghĩ là có, rất lâu. Và mình nghĩ là người yêu của bạn cũng sẽ rất là thích sự thay đổi này của bạn. Và bên cạnh đó thì nhà tài trợ trang phục Liberty Wings cũng có một phần quà dành cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta. Đó là một voucher mua hàng trị giá 500.000 đồng với bất kỳ một hóa đơn nào. Thì bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn tại Liberty Wings. Bên cạnh đó thì 30Side TV cũng dành tặng một phần quà dành cho nhân vật trải nghiệm của chúng ta. Đó là một sản phẩm tạo kiểu trị giá 550.000 đồng. Và chúng mình cũng đã chọn cho bạn ấy một lọ sáp phù hợp với chất tóc mềm của bạn Thành. Đó chính là lọ sáp Bavillian Dynamite Clay. Hy vọng rằng những phần quà này thì sẽ giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc kiểu tóc của mình mỗi ngày. Như vậy là hành trình lột xác số thứ 14 đã khép lại với sự thay đổi diện mạo hoàn toàn đến từ bạn Thành. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại phần comment bên dưới clip này nhé. Và đừng quên là tiếp tục đăng ký đến với chúng mình để biết đâu có thể trở thành nhân vật lột xác trong những số tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần.